Sáng ngày 3 tháng 3, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Ban quản trị chùa Sơ Rây Tạm Ơn, xã Diên Bình, huyện Trần Đề, long trọng tổ chức lễ khánh thành lễ kiết giới xe ma ngôi chánh điện mới. Đến dự và chúc mừng có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Dương Sạc Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Lâm Sách, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Lý Rô Tha, Trưởng ban Dân tộc tỉnh và đại diện các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Trần Đề và đông đảo bà con Phật tử. Công trình ngôi chánh điện mới được xây dựng trong thời gian 10 năm với chiều dài 27m, rộng 17m, cao 22m, diện tích gần 1.000m2, với tổng kinh phí gần 16 tỷ đồng do bà con Phật tử gần xa đóng góp. Chánh điện được thiết kế theo lối kiến trúc đặc sắc của Phật giáo Nam Tông Khmer với các tinh hoa văn hóa dân tộc. Cùng với đó là những pho tượng bức phù điêu về tiền sử của Phật Thích Ca và nhiều linh vật, chim thần, rắn, naga, cùng nhiều hạng mục độc đáo khác. Tại buổi lễ, đại diện nhà chùa Thượng tọa Trần Văn Tha, trụ trì chùa Sơ Rây Tạm Ơn, đã có lời phát biểu cảm ơn đến sự hiện diện và quan tâm của lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, đã tạo điều kiện cho nhà chùa xây dựng hoàn thành và được tổ chức lễ kiết giới xe ma. Đặc biệt, ngôi chánh điện mới sẽ là nơi để các vị sư và bà con Phật tử có điều kiện học tập, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng và thực hiện các nghi thức tôn giáo. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bà Hồ Thị Cẩm Đào đã trao tặng lẵng hoa và quà chúc mừng nhà chùa. Bên cạnh đó, đại diện các sở ban ngành tỉnh, huyện Trần Đề, chính quyền địa phương, công ty doanh nghiệp và các vị chức sắc tôn giáo trong và ngoài tỉnh đã chúc mừng và tặng nhiều phần quà cho nhà chùa. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị tổng kết công tác nữ công năm 2022, họp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và hội thi khéo tay trong nữ cán bộ chuyên trách công đoàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các nữ cán bộ công đoàn chuyên trách của tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các nữ cán bộ công đoàn đã cùng nhau ôn lại lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, qua đó nhấn mạnh về vai trò và sự đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Về công tác nữ công, trong thời gian qua, các cấp công đoàn tham mưu cho cấp ủy cùng cấp trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ. Nhiều phong trào thi đua được nữ công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Năm 2022, có 28.583 trên 31.763 nữ công nhân viên chức lao động đăng ký thực hiện phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, và có 24.582 chị đạt danh hiệu, tỷ lệ 86%. Các hoạt động chăm lo về vật chất và tinh thần cho nữ công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã thống nhất tiếp tục ký kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2022-2027. Cũng trong buổi họp mặt, các nữ cán bộ công đoàn chuyên trách của tỉnh đã có dịp thể hiện sự khéo léo, tài nấu ăn của mình qua hội thi khéo tay với 7 đội thi đến từ Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương đương. Các đội thi đã đem đến hội thi đa dạng những món ăn từ món chính đến món tráng miệng. Hội thi mang đến sinh khí vui tươi, hào hứng cho các chị em.